Cựu Tổng thống Trump viết lại bài phát biểu cho Đại hội Đảng Cộng Hòa, mong muốn đoàn kết nước Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã viết lại hoàn toàn bài phát biểu trong Đại hội Đảng của mình sau vụ ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Ông sẽ kêu gọi một nỗ lực mới vào ngày 18 tháng 7 để đoàn kết dân tộc. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Washington Examiner, một ngày sau khi bị trúng đạn trong buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania, ông Trump cho biết ông muốn tận dụng thời khắc lịch sử này và đoàn kết nước Mỹ lại với nhau. Ông nói, bài phát biểu ban đầu mà tôi định đọc vào ngày 18 tháng 7 sẽ là một bài phát biểu gây chấn động. Nếu điều này, ý chỉ vụ ám sát hụt không xảy ra, nó có lẽ sẽ là một trong những bài phát biểu đáng kinh ngạc nhất, chủ yếu nhắm vào các chính sách của Tổng thống Joe Biden. Thành thật mà nói, giờ đây tôi sẽ viết một bài phát biểu hoàn toàn khác. Ông cho biết, ông đã chuyển kế hoạch từ kích động cử tri sang một bài phát biểu thể hiện niềm tin của ông và rằng vụ tấn công này vào ông ở Pennsylvania đã thay đổi hoàn toàn chiến dịch tranh cử. Ông Trump cho biết, mọi người trên khắp đất nước từ nhiều tầng lớp xã hội và quan điểm chính trị khác nhau đã gọi tên ông. Ông cũng lưu ý rằng, ông may mắn thoát khỏi cái chết vì trong khoảnh khắc đó, ông đã quay đầu để nhìn vào màn hình hiển thị dữ liệu trong lúc phát biểu. Tôi hiếm khi rời mắt khỏi đám đông. Nếu tôi không làm vậy vào lúc đó, thì chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay, phải không? Phát biểu khi lên máy bay ở Bedminster, New Jersey đến Milwaukee, nơi đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa bắt đầu vào thứ Hai ngày 15 tháng 7 và kéo dài đến thứ Năm ngày 18 tháng 7. Ông Trump cho biết bài phát biểu của ông sẽ đáp ứng thời khắc lịch sử. Đây là cơ hội để đoàn kết đất nước, tôi đã được trao cơ hội đó. Sáng sớm Chủ nhật ngày 14 tháng 7, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social như sau: chỉ có Chúa mới ngăn được điều không tưởng ấy xảy ra, và rằng ông sẽ không sợ hãi. Một lần nữa, khi nói chuyện với tờ Washington Examiner, ông đã cầu xin sự cứu giúp từ Chúa. Ông nói, đây là cơ hội để đoàn kết toàn thể đất nước, thậm chí là toàn thế giới. Bài phát biểu sẽ rất khác so với vài ngày trước. Ông Trump cũng đã ca ngợi Corey Comrater, cựu cảnh sát trưởng bị bắn chết tại cuộc vận động, và hai người bị thương khác là David Dutch và James Copenhaver. Họ đang hồi phục tại bệnh viện địa phương và trong tình trạng ổn định. Ông Trump cho biết, quyết định giơ tay khi các mật vụ dẫn ông ra khỏi sân khấu là để mọi người ở đó biết rằng ông vẫn ổn và nước Mỹ vẫn tiếp tục. Chúng ta tiến về phía trước, rằng chúng ta mạnh mẽ. Bức ảnh ông giơ nắm đấm lên không trung với vệt máu chảy dài trên mặt khi các đặc vụ vây quanh ông đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của một cuộc bầu cử năm 2024. Nếu ông phát biểu ở Milwaukee về việc đoàn kết đất nước, điều đó sẽ gợi nhớ đến Tổng thống Ronald Reagan, người mà vào năm 1981 đã thể hiện sức mạnh khi ông cũng hồi phục sau những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều so với cựu Tổng thống Trump do một kẻ ám sát bất ngờ gây ra ở Washington DC. Ông Trump cho biết, khi ông đứng dậy và thấy đám đông đang theo dõi tình hình của ông cần phải nói với họ rằng ông và đất nước sẽ ổn thôi. Năng lượng đến từ những người đó vào khoảnh khắc đó, họ chỉ đứng đó, thật khó để diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Nhưng tôi biết thế giới đang nhìn vào. Tôi biết rằng lịch sử sẽ phán xét điều này và tôi muốn cho họ biết rằng chúng ta vẫn ổn.